Hồ Gươm, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Chùa Hương là những địa danh nổi tiếng mà bạn không thể bỏ lỡ khi có cơ hội ghé thăm thủ đô Hà Nội. Nơi đây sở hữu vẻ đẹp bình yên, hết sức nên thơ, dễ dàng làm sao lòng du khách. Hà Nội còn được yêu thích bởi nền ẩm thực phong phú với nhiều món ăn ngon như phở bò, bún đậu mắm tôm, xôi khúc. Nếu có dự định du lịch Hà Nội, bạn hãy chọn thời gian vào mùa thu khoảng từ tháng 8 đến tháng 11 nhé. Tính tới thời điểm hiện tại, vé máy bay Nha Trang Hà Nội đang được 4 hãng hàng không nội địa khai thác là Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Pacific Airlines và Vietjet Air. Trung bình, giá vé máy bay chặng Nha Trang Hà Nội sẽ rơi vào khoảng 409.000 đồng đến 1.139.000 đồng chưa bao gồm thuế phí. Tuy nhiên, nếu bạn biết cách săn vé, bạn hoàn toàn có thể sở hữu tấm vé giá rẻ Nha Trang đi Hà Nội chỉ từ 99.000 đồng. Cùng Best Ride tìm hiểu ngay bí kíp săn vé bay Hà Nội đi Nha Trang giá rẻ chỉ từ 99.000 đồng ngay bây giờ nhé. Bí kíp đầu tiên, săn vé đi Hà Nội vào mùa du lịch thấp điểm. Mùa thấp điểm tại thủ đô sẽ rơi vào khoảng các tháng 7-8 và từ cuối tháng 11 đến hết tháng 12. Lúc này, bạn hoàn toàn có cơ hội mua được tấm vé máy bay giá phải chăng nhất. Bí kíp thứ hai, mua vé càng sớm càng tốt. Bạn nên mua vé máy bay trước ngày khởi hành dự định khoảng 2-3 tháng để có nhiều lựa chọn về hãng bay, thời gian bay, vị trí ngồi cũng như tránh được tình trạng cháy vé. Bí kíp thứ ba, chủ động cập nhật các chương trình khuyến mại và ưu đãi của các hãng hàng không, đăng ký nhận thông báo từ bestprice.vn để không bỏ lỡ bất cứ thông tin khuyến mại nào. Và bí kíp thứ tư, lựa chọn các chuyến bay đêm hoặc sáng sớm nếu có để có giá vé ưu đãi hơn các khung giờ bay đẹp trong ngày. Bí kíp cuối cùng mà bạn cần lưu lại ngay đó chính là sử dụng chức năng săn vé bay giá rẻ tại bestprice.vn để dễ dàng săn được vé bay giá rẻ Nha Trang đi Hà Nội tại bestprice.vn. Bạn hãy thao tác theo các bước sau đây nhé. Đầu tiên, bạn truy cập vào website bestprice.vn và chọn dịch vụ vé máy bay. Sau đó, điền thông tin vào các ô trên màn hình để tìm kiếm vé. Điểm đi là Nha Trang, điểm đến là Hà Nội. Chọn thời gian bay mong muốn và số lượng hành khách. Nhấp tính năng tìm vé giá rẻ nhất và bấm tìm chuyến bay. Ngay sau đó, hệ thống sẽ hiển thị bảng vé máy bay Nha Trang đi Hà Nội giá rẻ theo tháng. Để thay đổi thông tin tìm kiếm, bạn kéo lên phía trên hoặc lọc hãng, lọc thời gian bay và các ô tương ứng ở trên góc phải bảng giá. Click chọn vé bay có giá vé rẻ nhất phù hợp với mong muốn của bạn, rồi nhấp chọn tôi muốn mua vé này. Ta-da! Tấm vé Nha Trang đi Hà Nội giá rẻ chỉ 99.000 đồng của bạn đã hiện ra rồi đây. Bạn click vào giá vé để xem thông tin tổng giá vé đã bao gồm thuế phí. Nhấp vào chi tiết vé để xem thêm thông tin về các điều kiện hoàn hủy, thay đổi vé cũng như quy định về hành lý. Bấm tiếp tục rồi điền thông tin hành khách. Thông tin liên hệ và các ô đã được đánh dấu sao trên màn hình. Nhập mã giảm giá nếu có và click vào ô tiếp tục. Tiếp theo, bạn lựa chọn một hình thức thanh toán phù hợp trong số các kênh thanh toán tại Best Buy. Rồi kéo xuống dưới, tích vào ô, tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện về đặt dịch vụ trên website của Best Buy. Bấm tiếp tục để hoàn tất quy trình đặt vé. Việc cuối cùng mà bạn cần làm đó chính là đợi một cuộc gọi xác nhận của Best Buy và tiến hành thanh toán là xong. Săn vé máy bay Nha Trang đi Hà Nội giá rẻ tại bestprice.vn thật đơn giản đúng không nào? Bạn đã nắm rõ các bước săn vé máy bay Nha Trang đi Hà Nội giá rẻ chỉ từ 99.000 đồng tại Best Buy chưa? Nhanh tay săn vé máy bay ngay hôm nay để thỏa sức phi vụ tới thủ đô mà vẫn tiết kiệm chi phí nhé. Trong quá trình đặt vé, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn vui lòng liên hệ Best Buy qua số điện thoại tổng đài 1900 2605 để được tư vấn nhanh chóng nhất.